Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh của mình là Jackie. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi trò Dota 2. Và hôm nay mình sẽ chơi Queen of Pain. Nhìn đây nè, nhỏ này nè, Queen of Pain, nữ hoàng cái sự đau đớn. Nữ hoàng cái sự đau đớn không phải là đâu. Ok, nói ra thì đây là một con nữ hoàng. À, thì mình cũng có cái tiểu sử mình đọc nhưng mà nó dài quá thì mình tóm tắt thì con này á, trước đây là một nô lệ, không, nó đúng ra không phải nô lệ lắm mà là nó, con này được sinh ra để phục tùng cho những cái thằng đàn ông bên cái mấy cái thằng chúa tể nha. Nói chung vậy á, sau này á khi cái thằng đó chết đi á, con nhỏ này được tự do và thoải mái giết người. Giống như là cả hậu đời, bố đời á đó. Queen of Pain is me. Đây thì mình cho các bạn xem cái bóc dáng con này, được mình chọn là một trong những con hero xinh nhất đó. See, you see. À ha, thôi được rồi thì bây giờ mình sẽ canh run nó. Cút mày, cút, cút, toàn, ế thằng này gan à, đập kích con ngựa bây giờ, ok, mình limit thôi, cái đợt thằng này giành mid rồi, đậu phộng mày đùa tao đấy à, tao mid mày, tao mid, ơ cái đợt thôi, nhường, không chấp những thằng trái trâu. Mình nên xuống bot. Thì đây là một hero đi mid khá là mạnh. Những trận đấu giải á, mấy trận ban biết á, ban những hero thường ban những cái hero như là Queen of Pain này nè. Thì cái skill 1 á mình sẽ từng skill các bạn nha. Skill 1 là phóng một con dao vào đối thủ, gây con dao đã tẩm độc luôn nha, làm cho đối thủ nó bị dính độc rất là đau đớn. Cái skill thứ hai á là blink. Mọi người cũng biết blink là cái gì. Đó mình phun độc nó nè, đó mất máu thấy không? Blink dùng để dịch chuyển tốc biến á, tức thời á, rất thuận lợi trong việc combat và con này rất là cơ động. Skill thứ ba Stream of Pain là hú của sự đối đớn, hú lên của sự đối đớn, nghĩa là mình live stream, mình live hú ta, mình gọi la lên nha, la lên á các vòng xung quanh mình thấy không, các phạm vi xung quanh mình sẽ bị mất máu. Và ưu tiên mình á là hú lên một cái. Và ulti rất là mạnh nha, hú một cái về phía trước trong một hình cái quạt, gây sát thương cực kỳ lớn cho đối thủ. Ví dụ nó còn nửa gây nha, đó chết nè, chết nè con. First blood, ôi thôi đừng anh em rồi. Tưởng anh sợ à, con này đi mid mất có hiệu quả hơn chứ bây giờ mình đi bot phải chia tiền nhau mệt lắm, khổ lắm chú ạ, khổ lắm. Ok, được cái first blood ngon ngon chim. Hôm nay mình đã tiếp tục chỉnh hai setting, còn có ultra setting nữa mà chưa để, tại mình để hai setting được nhưng mà mình để ultra setting á thì mình sợ là nó quay sẽ lắc, chơi thì chơi được đấy nhưng mà sẽ rất là lắc. Ok, có cái run regen bơm máu lại, ngon chim, ăn cho bơm máu hồi lại đầy máu luôn. Hiện tại mới level 2. Witch Doctor. Và mình nói nha, mình cực kỳ ghét những ai thấy mình đăng clip Dota 2 nói anh đừng làm cái Dota nữa. Xong mình là hôm sau á, mình đăng tiếp Dota đó, anh không nghe lời em. Ủa, cái gì thế? Bạn là ai mà mình phải nghe lời? What the fuck, mình thích gì đăng chứ? Đậu phộng, không trong nhà, không xem Dota 2 thì đừng có comment. Nói thiệt là mình sẽ xóa những comment nào mà không xem mà cứ comment. Comment là nói đừng có chơi nữa, đừng có chơi nữa, mình rất là ghét, cực kỳ ghét. Witch Doctor. Mày tẩm độc nè, mày sao? Sao? Tẩm độc lại tao hả? Rồi xong đi luôn. Thôi về.
giờ nó chưa có courier đó sao vậy, chưa có server xin giao hàng được. Ôi vậy mình vừa mua đi uống nước. Chán thiệt, bây giờ mình đi mid là ngon rồi. Thằng cỏ kia giành mid đậu phòng bị đồ bố à. Ok, bây giờ xuống bot chơi nào. Ồ khoan, có gì để thay cái skin không? Cái này hoặc là cái này, cái nào đẹp ta? Thôi mình để cái này cho đẹp nha. Ôi tô 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 tô. Còn hay đổi, mình có thể hay là giọng nói nữa, giọng nói của cái người hướng dẫn chơi á. Vãi cả Witch Doctor solo. Đó bà hết mà xài skill bomb. La lên một cái là xung quanh mình mất máu liền. Độ phòng. Đùa. Mà mình có nghe tin tức đó, dạo này á bên liên minh điện thoại đang xảy ra mấy cái vụ hack hit tool hack gì đó lâm hết, xong rồi cũng có nhiều người chán nản là chuyển qua Dota 2. Ai trong số đó thì hãy để mình nha. Nói chung con này đã hit cũng khá là dễ. Đợt đùa. Ok rồi, xong khỏi về luôn nha con. Xuân này con không về. Bum ngon. Thôi đừng đến em, đừng. Ok, giết nó mày. Hồi nãy đối với tao mày, nghe nói mày đánh anh hả? Không đánh anh phải không? Bố lá bố léo quen rồi. Thiệt tình. Tao đây. Yes. Mày cút đi. Mày chuyên gia giành mic của tao. Mình đi mua tí đồ coi nào. Nó còn tí máu à, lên đánh không? Phạt. Nó đi đâu rồi? Nó biến mất nhanh. Còn nó cũng có chiêu blink như mình nha. Nó cũng có cái chiêu giống skill 2 của mình á. Nó biến mất nhanh lắm. Ok, và máu ngon. Thì mình sẽ hiểu đây là Juggernaut. Một con nói chung là bất khả chiến bại trong solo đánh nhau. Rất là mạnh. Sau này mình chơi mình sẽ hiểu cái skill cho nó đi, cho bạn bất ngờ. Thằng đó trốn đâu rồi ta, để mình kiếm nó coi. Đâu rồi? Mình thấy cái lùm cây. Đó. Mình sẽ xông vô. Mày nghe nói mày định đến anh phải không? Subscribe motherfucker. Nói chung con Winfen là một con hero khá là dũng đảng. Những lời nó hát hốt ra tài như xếp xếp không à. Ok, có giày rồi, có giày gỗ rồi. Đi chúng thằng này khó hết vãi, giành không, đậu phong, đùa. Ừ. Thôi lên rồi kìa.
mà mình đâu phải sợ đâu, đánh luôn hai thằng được được ulti rồi, hú một phát chết luôn rồi. Ok xuống không? Ok chuẩn bị nha, ba thằng dưới đây luôn, nhìn lên nha, lên nha. Ê ê cô cô cũng chết, cũng chết. Agony Scepter. Ôi thôi 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 thôi. Ôi thôi, con đó có địch chưa úp lòng. Bạn biết đó là con Faded Void. Thằng người không mặt, người không có mặt, mặc như con cá mập. Đây. Ý lộn. Ok mình cho bạn xem số tiền. Ngon chim. Tiền mình đến hạng 2 luôn. Vài lần. Ủi trình hình dưới đây. Rồi xong. Úp lồng lại đánh. Ai trong cái vòng, ai trong cái vòng đó đó là sẽ không thể nào thoát ra được, sẽ bị bất động á, cực kỳ kinh khủng. Và chỉ có cái thằng úp cái lồng thôi thì nó có thể di chuyển nó thôi, ngay cả trong đội bị dính vô cái lồng cũng phải đứng yên một chỗ à. Ui da nó bụng quá. Phật. 3-0 rồi. Bây giờ mình xuống đánh tiếp khi nó phá được cái tụi gì thôi. Ok. Chúng ta anh em, vì sự sống của chúng ta. Fighting. Đợt đợt đợt. Chịu nói không? Nữa đi chủ hành này mệt lắm thiệt. Nó dành mình hoài à. Quy mình sẽ lên gậy xanh. À, nãy giờ mình chỉ thử ulti với bạn xem phải không? Rồi mình sẽ thử. Ok. Để nó lên cao đi đánh. Từ từ, từ từ. Có thằng voi kìa. Faithless Void. Faithless Void. Thằng này nguy hiểm lắm. Thôi 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 thôi. Từ từ. Nó nguy hiểm lắm, nó úp lồng một cái là chết cha luôn á. Cứ bình tĩnh. Nó úp lồng một cái là tiêu đời. Thôi 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 thôi. Đó nữa. Mới nói xong. Hú đó, ulti tiếng mình đó. Bạc. Ơi, vẫn không xin nhê. Yeah, giết luôn. Lực kèo. Lực kèo ngoạn mục. Bạc. Đấy, bạn thấy ulti tiếng mình ghê không? Mất máu khá là nhiều nhé. Cái lượng burst dam cực kỳ lớn. Ok. Double kill. Double kill. Ok. Có mana đầy đủ rồi. Quẩy tiếp. Thì đây là một con hero thiên về intelligence, nghĩa là độ thông minh á, nghĩa là phải cần mana. Ôi thôi thôi thôi. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa.
Đừng đuổi theo em anh ơi. U vào nãy đúng đã luôn. Hồi nãy lật kèo. Đứng ngoài hú vô. Ngon. Nữa. Nó có quăng cái cục stun và mệt thiệt. Ui, thôi, nó. Ý. Tổng độc. Tao chỉ con ti, chứ con ti. Chúng mày muốn gì rồi? Chuẩn bị bùng cháy ra, bùng cháy đi. Chưa, 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 chưa. Có hành đi giúp một kìa. Chuẩn bị đi. Thằng kia về đi, đứng đây hú hí nó lát chết cha mày bây giờ. Anh em cho mày chưa? YOLO. Ui, ý sóc mai nào cứu mình dây. Ok, đệt. Đùa. Phật dầu. Món giữa. Sao nào cứu mình vậy? Đậu phộng. Giết. Bùng cháy. Bùng cháy. Bùng cháy cho tao. Rồi. Bùng cháy đi, bùng cháy. Ừ. Bùng cháy. Đọc. Được kèo à. Rồi xong. Nãy giờ chưa phá được cái trụ nó bực mình. Bực cả mình. Nó xuống cả, nó xuống cả. Mày. Gì đây? Này. Hú. Rồi sao? Sao? Rồi, yes. Dù sao cũng giết được nó. Đánh thăm lại chơi. Gọi bồ đến cứu nó, đậu phộng. Đùa. Đùa. Mặc dù lượng nó hết của mình không bằng người ta nhưng mà mình giàu nhất hôm nay. Lát của mình đứng để hạ gần cuối lúc nào. Thằng kia nó giành hết trơn rồi sao lấy được. Năm hai rồi. Đủ chứ. Khi nào rảnh mình sẽ để ultra setting luôn. Lúc đó thì cực kỳ đẹp luôn. Hình ảnh cực kỳ sắc nét. Bây giờ chỉ là hai setting thôi, không phải ultra. Nó đâu rồi. Thôi đi nhanh vậy. Mình khi mình có cái kỹ xanh á là mình sẽ có ulti 40 giây một lần. Ngon lắm. 40 giây hú một cái. Tiếng hú sự đau đớn. Quẩy. Từ từ. Bình tĩnh. Kiên cường lên. Mạnh mẽ lên. Ủa mày nghe tiếng đánh lộn chưa? Chưa. Từ từ. Chuyện đâu còn cái đó nha, chuẩn bị đánh lộn rồi. Nó có lên không? Ok. Mình thấy tất cả mọi người đang chuẩn bị tập trung xuống dưới boss. Thế mình nghĩ là còn ulti, sắp ulti rồi. Sắp ulti rồi. Không một phát thôi nó chết à. Cố lên, cố lên. Animo. Triple kill. Nghe cái giọng của Lina. Ok. Thằng kia làm gì mà tính tóc vậy? Từ từ. Mày bình tĩnh. Đừng nên nóng vội. Chết có ngày đấy.
sắp có gãy răng rồi. Ở Mid đang xảy ra một cuộc đánh nhau rất là dữ tợn, nhưng mình không phải xuống được. Ở đây có thằng nè, bạc anti mech nè mày. Ơ vậy cũng hụt đó thằng này. Xin ý thưa các bạn, đây là Centaur Wardener, người nửa người nửa ngựa, rất là mạnh. Đây là Rikimaru, một con người dê có khả năng tàng hình rất là mạnh. Đây là Shadow Fiend, con này trong trận đấu giải ban cực kỳ cao. Còn thằng này vẫn đang farm. Ồ, hello. Cười nó chuẩn bị có một cuộc đánh nhau rồi các bạn. Thì tình. Từ. Mình thấy một thằng nào ở bên đây nè, xuống dưới có ai không? Ui nó đây nè, săn không vô. Từ, có hai thằng lượn, cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Ngon, anh ơi, anh farm gì anh farm với. Ôi lạnh quá. Farm một mình là ích kỷ đấy nha. Farm chung với coi. Ui. Nó đang đây, nó đang ở đâu. Mình nghi lắm. Đứng tự tin vái cái lơ. Đó biết ngay mà thôi. Vẫn được cuộc đời, mua đồ trước khi đi. Có cần thiết gì phải vậy không? Có cần thiết phải giết tao phải có 3 con ti không? What the fuck? Dư thừa vãi lờ. Lan đinh sau này rút kinh nghiệm, không nên đi lẻ. Thằng kia thấy mình bị gặp nạn cũng không cứu, đậu phộng mày. Ui, ghê hả? Godlike. Ok, bây giờ mình đã có gậy xanh rồi nha. Thì mình sẽ ulti 40 giây một lần. Một con số rất là ngắn. Chứ còn 40 giây thôi là ulti một lần. Hú liên tục. Hú lên như một con chim. Một con chim hay hú.
Hô lên. Ê đừng có ăn rồi, của tao mà, đậu phộng mày. Địt. Địt con ngựa. Địt con kiều. Nói chung là tụi này farm nhiều quá, mình không có đất farm. Tụi mày được lắm. Tụi mày được lắm. Tụi mày được lắm. Công việc đi farm là một công việc luôn luôn nhàm chán đối với mình. Thì tình chứ không biết nói gì luôn. Đấy. 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 Hú này nữa. Lên 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 lên. Pha. Phật. Ui tạo đệ nữa, đậu phộng mày chết rồi mày còn tạo đệ đánh tao nữa. Vừa vừa phải phái thôi. Hãy ra đánh nhau nha. Ô có cái rune. Ok anh em chuẩn bị chiến tranh nào. Úp lòng kìa. Hú hú lên hú lên hú lên. Hú đó. Ơ vãi cái nồi. Hú như vậy mà không giết được thằng nào đậu phộng. Đùa. Thôi về bơm máu bơm mana hồi máu hồi mana. Thế tinh giết người khó nghĩ sao. À, nếu bạn đã biết hôm bữa mình chơi con Red King á, là Red King là vua, đây là Queen of Pain là nữ hoàng, ngon. Và có còn có cả Sand King nữa, hai thằng vua lận. Ok, ô cái gì đây. Ăn 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 ăn. Bạn có thấy như nó có cá không, cá vàng nè, cá chép gì lum này nè, đó đó chính là cái đẹp của marketing đây nè, con chim thấy không. Hú không có được. Ui 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 gì đây. Hú nè. Đánh mình đâu vậy, vậy cũng hụt. Triple kill. Mình làm nhiều như vậy mà mình không thể làm chứ được một nỗi thằng kinh khủng. Thật không chấp nhận nói. Phật. No, never. Okay, hú lên. Phật. Phật. Bẹp 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 bẹp. Ở đây có gì? Hex hả? Cũng được. Chủ yếu là phải có mana. Ui còn tí giọt. Nhưng mà không đủ mana để hú vô mặt nó. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Chết bố mày. Chết bố. Ô, à, đậu phộng. Đùa. Đùa. Tại cái thằng đó. Thằng đó nó có thì chiêu có thể né được. Nói chung là miss, né miss á, đậu phộng. Nhưng thật ném giết được rồi. Hồi nãy mình mà có mana là mình ulti như mặt nó rồi. Tội lỗi. Fire's Reaver Tower is under attack.
Ô, ở dưới Roshan có gì không? Không có gì à? Tụi nó vẫn đang chăm chỉ farm. Thôi nãy giờ mình đi lẻ nhiều rồi, bây giờ mình sẽ đi chung với team. Mỗi lần đi chung với team thì không có đánh lộn, mà mỗi lần mình đi lẻ là có đánh lộn với nhau à? Đậu phộng đời thì chứ. Làm ơn hãy giết một mạng đi. Chuyện này đừng chiến này đừng. Được không? Được không? Được không? Rồi, hú. Yes, được một mạng. Không phải là kill steal, mình đã giúp đỡ. Chỗ đó mà mình không hú thì nó cũng chết đâu. Tại vì con Riki nó đuổi đâu kịp đâu đúng không? Ít ra còn phải có một mạng danh dự chứ. Ok, có gì ăn không? Đổi quá. Ngon đến đói, trưa giờ chưa ăn trưa. Thằng này đi lẻ nữa. Thằng này mới hồi sinh xong chết nữa. Đùa. Anh nên chuẩn bị nè. Chuẩn bị đánh nhau nè. Đó, đánh nhau nè. Đó, hú. Đó. Đùa. Tại sao? Tại sao? Mình xông vào hú như một con thú mà không có thằng nào chết dưới tay mình mà chết dưới tay mấy thằng bạn mình. Đậu phộng. Số nhỏ rồi. Từ đầu đến giờ mình đã lẽ là giết được nhiều thằng lắm mà tại sao mấy thằng bạn mình nó lại giết được, đánh trúng nó. What the fuck, đùa chứ. Hồi nãy mình hú một cái rồi, dính hết ba thằng rồi. Thế éo nè. Phòng thôi. Mình ghét mấy con đá này. Mình vừa nghe tiếng có con Storm Pirate biết ngay mà. Anh đến đây. Ô vậy là được luôn mà. Như được luôn mà, ghê vậy. Đánh vào thằng này, thằng Sen Tông nó trâu lắm. Sen Tông. Nên đổi thành Sen Trâu đi, tại vì nó rất là trâu. Sen Trâu. Ngon. Hết. Hát thì hết sao? Mà thấy đọc hết. Mình sợ ở đây không biết con nào. Mày bình tĩnh, tao đang farm mày cứ giành đổ phòng mày. Ngon. Đi đẻ lại chết nữa. Farm tiếp. Ô thấy thấy thằng anti-mech ở đây. Có nên giết không? Không, nó đi rồi. Con đó cũng có được chiêu chạy như mình. Linh á, cái bờ linh á. Ô lên 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 lên. Mình thấy nó lên phải không? Đánh 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 đánh. Hú lên, hú lên. Hú. Yes, ngon. Mày hãm hại bạn tao nè. Từ từ. Mày bình tĩnh lại. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa thằng Riki nó đánh à? Ô phải thằng Riki còn đánh. Mày triple kill. Phải biết. Phải trưởng. Bye 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 bye. Hồi về bông mana. Cứ cái đọc spam nha. Cái bình, cái bức tù. Lắng nó. End fast. Ok, chúng mày muốn end fast thì tao sẽ end fast cho tụi bay. Hôm nay nhục quá. Éo nào. Tự nhiên mình hú lên mấy cái mà không có nào chết. Mà trong khi mấy bạn mình nó giết được. Đó không? Mình có hơi hơi quan trọng về việc giết được bao nhiêu thằng. Nhưng rõ ràng mình giết được mà. Tại sao? What the fuck?
Ok, chờ chuyển hàng nữa nào. Mình để hàng ở nhà gì cho con già nó chị đưa cho mình. Ở đậu phộng hàng này được khiến như vậy. Đây là con gà hình con rồng. Ok, con gà con rồng. Con này nè, Courier. Xem được không? Đây. Con gà hình con rồng đây. Con rồng. Con này chuyên chế đồ nhưng mà bé tí tẹo vậy, chế đồ cái gì? Thậm chí không có cái gì để mang. Ôi, tay nó cầm viên ngọc kìa. Ôi đến trễ rồi, đến trễ rồi, giúp nó được cái gì đâu. À, mình nãy mình mua cho mình cái Lincoln Sphere. Cái này á là chống lại những cái đao phép. Khi nó tác dẹp vào mình, nghĩa là nó chỉ vào mình á. Nhưng mà chỉ được một lần thôi và nhưng mà không sao đâu, tại vì các cooldown này rất là thấp, về có 16 giây à. Rất thuận tiện việc mình bay nhảy thoải mái mà không bị stun. Mà nếu nó stun đè thôi chịu. Chịu chịu. Ui lên luôn. Như thật. Hú luôn. Nó hú nè. Chạy không? Nó bảo end fast play nhưng mà nó vẫn cứ chạy. Mà không đứng yên thì tao đập nhà đi. Ơ mày cái gì? Mày cũng chưa hả? À? Chưa không? Đập con chết con ngươi bây giờ. Thôi thôi em về em về. Em về là em về. Ôi mẹ ơi nó hút máu kìa. Ở đây có cái luôn tàng hình. Nó mình cần bơm nhiều mana, càng nhiều càng tốt, thật là nhiều, càng nhiều càng tốt. Đợi đi, thằng này cứ bóc, nó mới level 13 các bạn. Đảm bảo thằng này là cái thằng muốn tập chơi. Bạn thấy mấy con bướm như bản đồ không? Như nào? Nhưng mà cái chỗ bên đây nè, chim chim bướm gì đậu lưng á, đó chính là cái nét đẹp của marketing. Còn ultra setting nữa là bạn thấy mấy con gì đó. Úi hú. Ồ vãi, tại sao phải cái combo rồi xong bye tôi đã tính hết rồi phải cái combo. Tua đi. Ok, tiết kiệm là trên hết. Lãng phí thời gian vô bổ. Thì mình sẽ nhắc lại các bạn nào chưa rõ tin tức thì mình không thể nào chơi online trực tiếp được. Mình phải chơi replay thôi. Thì bởi vì thứ nhất là mạng cực kỳ yếu kinh khủng. Đâu không mạng là cái gì? Mình cũng nghe nói là bên Trung Quốc đánh cắp dây cáp của nước mình mà không biết phải không nữa, nghe đồn thôi, nghe hàng giang hồ đồn là thế mà cũng không biết thế nào. Và mình thấy tụi này chuẩn bị có một cuộc săn Roshan, chuẩn bị Roshan nha.
Ok. Kết thúc lại dùm cái đậu phộng. Tối nay chuyên gia chơi combo. Đùa. Em đến giờ cái mặt suốt ngày em play nhưng mà cuối cùng combo một phát chết hết. Đùa. Từ tụi này có combo á, đợi đi. Thì cái thằng Witch Doctor nó có cái ulti là hỏa cọc thì mình sẽ giết thằng đó trước, không khoan nhượng. Tụi này chơi combo kia lắm, mình sẽ là thằng chiến đấu sau cùng. Nghe mấy bạn đang đánh nhau phải không, mình đứng ngoài mình chực chờ cơ hội, mình vô mình nhảy vào mình đánh đó, bắt đầu nha. Đó, đợi nó lên nè, rồi bay vô hú một phát đó. Đấy, đánh luôn rồi xong, tụi bay cứu đời rồi, tụi mày cứu đời nó tao rồi. Các bạn vừa thấy gì không, nãy mình vừa hú một phát, mình hú một phát tụi nó còn có một hai giọt, tại sao tụi bay không chết luôn cho tao để tao có điểm. Đùa mà cuối cùng mấy thằng đó lại chết với tay bạn mình. Ok thắng rồi, ngon chim. Mà trận chiến rất là ức chế. Good game GG Will có tỷ số thế nào coi. Nuka chết cơ nạp. Tài phần này. Yeah. Ok. Giết 8 mà chết 4. Đậu phòng đáng lẽ 12 rồi đó. Bỏ qua những cơ hội quá. Ok. Nếu bạn thấy series của mình thì nhớ like và subscribe để mình có được lợi tức nha. Và bạn hãy đánh giá ở phần comment phía dưới cái con P2P này thế nào, sẽ thi thế nào thì bạn hãy nói bình luận phía dưới nha. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những Dota series Dota lần sau. Ok, bye bye.